Ok, chào tất cả mọi người nha. Hôm nay mình sẽ làm clip về việc đứng omen cho anh em xem nha. Tại vì trong cái clip ngày hôm qua ấy, có bạn đã bình luận kêu mình làm clip về việc đứng omen tại vì hôm nay là sinh nhật của bạn ấy. Thì thôi, chúc bạn sinh nhật vui vẻ nha. Hôm nay mình sẽ quẩy omen. Đi top nha. Không có phải là đi support nha các bạn. Đúng theo yêu cầu luôn. Con omen này mình chơi nó gà lắm các bạn. Thật sự quá tệ luôn đấy. Anh em có thể thấy rằng những cái clip trước đây của mình không bao giờ mà mình tự dưng mà mình chọn về tụi omen chơi đâu. Mày mấy thằng khứa này nó đánh nhau đấy nhỉ? Nghĩ làm sao mà cứ đánh nhau đầu trận thế này ta? Thôi chắc là bỏ đi anh em ha. Đứng đây khều khều cái tem bạn nó sợ nó trốn về cái cho đồng đội mình nó lùi về cái. Thôi em về em farm đi. Chứ em đánh đã gà rồi còn không có tiền nữa thì nó lại dã cho cái lại chết tươi nữa thì khổ đời. Thì hoàm trước nha các bạn. Con này thì mình thấy nhiều người chơi đánh hay lắm. Trời ơi đánh nó cứ lì lì kiểu gì ấy. Còn mình đánh thì nó cứ yếu kiểu gì ấy. Chả hiểu luôn. Nó thuộc dạng là con tướng cần kỹ năng anh em ơi. Mình thì mình thấy rằng nó kiểu chơi nó kiểu trộm trụ cũng khá là xịn các bạn. Rồi xong rồi. Tăng tốc cho ai lên. Get go. Trời lớn ơi, nhanh dữ. Cái vị tướng y ghi cho bạn chạy có nhon nhanh quá anh em ạ. Đi phàm đây. Ủa tốt cho bạn là ai ta? Ơ kìa, không có ai tốt à? Ô kìa ngon. À, hai pháp sư nha, không có ai xuống dưới này luôn. Kỳ vậy, thôi đi ăn cái con quái nhỏ chơi vui vậy. Zuka các bạn đi rừng. Whip thì AD. Support thì Malok. À, vậy là các bạn tranh nhau mid mà không ai chịu top. Hay à, thế thì tôi lại làm vua. Ao. Nó chơi chút xíu mà làm thịt hả anh trai. Ui cha, ui giời ơi, ui giời ơi. Mày vô đây. Thôi không vô thì thôi. Ái chà chà, ganh tí đê hả? Ok. Bằng rừng ganh thoải mái đi, ở đường dưới này cứ để cho mình cho. À, không biết sao đây nữa. Tại vì các bạn biết sao, mình chơi con này gà. Mà mình chơi mà mình kiểu phế là nhiều người họ hay chửi á. Với lại phế thì mình cũng không thích nữa. Chứ đừng có nói người ta chửi. Chửi là cũng đúng thôi, tại đánh gà quá. Bị ăn chửi là phải chấp nhận thôi. Mà mỗi khi mà mình phế thì nó rất là dễ bị thua anh em ạ. Mà thua thì là nó mất mục sao. Mình không thích thua, mình chỉ thích thắng thôi. Vì thế nên mình rất là ít khi mình làm clip về vị tướng omen. Đấy là vì cái bình luận đó nhiều like quá trời. Thế là mà mình liều luôn nhiều các bạn. Liều nhiều. Lỡ mình chơi tới luôn đi. Giờ tập trung đi farm thôi. Kệ đánh trụ thắng là được. Khỏi đánh nhau luôn. Không luôn. Cho đến hết trận luôn cũng được nữa. Biết sao win là được đúng không anh em? Nhưng mà làm clip mà như thế thì nó hơi nhàm chán đúng không? Rồi phải đánh nhau anh em ạ, phải đánh nhau anh em ạ. Ui giời, nó hút cho phát kìa. Mày hả mày, chói mày luôn nè. Ai à, chết tôi rồi, định mạnh chói rồi nhưng mà nó ở trong cái trụ các bạn ơi. Vô nó quánh mình chết anh em ơi, tăng tốc lên đi về thôi. Rồi về ra, thả bướm. Ừ hay quá. Tuyệt vời, quá tuyệt vời ông mặt trời. Lấm cái trụ nó nha anh em. Trụ nó còn có miếng à. Đập cái trụ luôn nè đó. Yo, get go. 1, 2, 3. Ra tới anh em ơi. Ra tới. Kệ đi, cho nó ăn thoải mái lính đi. Mình farm cái con quái này. Chơi vui. Ngon. Ê, bạn ơi. Ui ôi, thôi chết rồi, nó đẩy mình về thế này, đường đâu nữa mà về. Khổ thế nhỉ. Sao cứ thằng khốn nạn này nó không ra đường giữa đây ta. Thôi nó đục thả câu lúc mà mình nhét máu đánh mình này. Không lẽ mình lên kháng phép mình xúc cho nó trận chứ trời. Đồ đáng ghét. Ôi ôi. Roxy mà đi rừng thì mình thấy nó hơi bị tù ấy. Đánh quái nó lâu ấy các bạn. Rồi chói ra vào rồi lôi nó về nhưng mà không chết được nó. Nó nhiều máu quá anh em ạ. Hey. Mm-hmm.
Mày chết, mày chết. Wow. Wow. Wow, bạn ơi, đứng lại bạn ơi. Đứng lại bạn ơi. Đứng lại bạn ơi, mày thích chết, mày thích chết, mày chạy cái mày. Trời ơi, nó chạy mất tiêu rồi, nó có chiêu nó chạy mà các bạn. Mình quấn đâu được nó đâu. Nó chạy quá, mình có chiêu cuối, mình hôn nó, mình chó lại thì nó chết, chứ còn không thì nó chạy được các bạn ạ. Mất luôn cái trụ bên dưới rồi. Chán thế nhờ. Phế quá phế anh em ơi, không một không rồi. Không ăn được mạng nào luôn rồi, không hỗ trợ luôn rồi. Giờ mình chắc có lẽ sẽ phải lên cho nó cái kháng phép đi các bạn. Gặp cái thằng Ra với cả tem bạn này sao chơi đây. Rosie lại bị Ra đánh chết rồi các bạn. Isa chứ, tem bạn là có Isa chứ không phải Iggy các bạn ơi. Nhầm tên rồi. Sao ta? Tem mình đang bị tem bạn nó hành kìa. Ê, mấy thằng kia! Tụi mày làm trò gì vậy? Ngủ mèo này, đi chúng ta chơi coi! Rồi, xong luôn, đậu xanh! Dạ, chạy 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 chạy! Chết tôi rồi, chết tôi rồi, chết tôi rồi! Dí tôi quýnh tôi quá trời, quýnh rồi anh em ơi! Buồn luôn, buồn quá hảo luôn! Đã bảo là mình chơi con này phết rồi mà anh em cứ yêu cầu hoài, cái kết không gánh được đồng đội mình rồi, thấy chưa? Tôi lại là cục tạ của tem nữa rồi, thấy chưa? Khổ chưa nạ? Không sao không sao anh em ạ, cứ từ từ, hiện tại mình đang nhiều tiền nhất tem nha. 30 chưa phải là Tết, bây giờ tem bạn cứ xanh xanh vậy đó. Cái quan trọng là đầu săn nó, mà thằng Ra nó bước ra đây mình trói nó lại luôn cho đồng đội mình, nó phang cho gãy răng luôn đây. Đi đâu đi đâu, ôi rồi ôi 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 mày hả bưởi, ai cha ai cha ai cha, vô đây vô đây vô đây vô này, đâu 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 đâu, thôi đi về thôi đi về thôi đi về, bỏ 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 anh em ơi, thôi 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 thôi, không chơi được không chơi được, đi về thôi, bỏ thôi, bỏ của nó chạy đánh người thôi, không mà ăn gì được rồi. Wow. Ý. Có lúa anh em ơi. Anh. Đó, giùm nhớ nó. Ui rồi. Con này được cái khi mà mình đánh được cái nội tại của nó, cái dây xanh đỏ đỏ bên dưới á, mình quạt sướng phết nhỉ. Đánh tầm 5 phát là nó sẽ được đầy cái thanh đỏ, trong cái thanh đỏ xong là mình dã nó, mình bập 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 nó đánh sướng ghê á, đánh nhanh nữa. Bầu lấy luôn cái trụ này nha. Ai? Ai đau đây? Bạn đánh mình đau thế? Bắt đầu xanh chưa các bạn? Đủ mạnh để mà chiến đấu với các bạn chưa? Mình thấy là đủ rồi nha. Chặn đầu nó. Chặn đầu nó. En đi đâu? Ô, đông thế. Úi trời ơi. Mày hả mày? Mày hả bưởi? Một bé đầu tay. Lấm ngay ma lóc. Hi. Zuka đâu rồi? Zuka đâu rồi? Mình bây giờ đang rất là máu chiến nha, Zuka đâu ai? Rồi, choáng rồi, tốc biến kéo. Ui, vãi cả nồi, mất luôn cái tốc biến này. Dạ, tôi thiệt là tham lam quá đi. Tham lam quá rồi anh em ơi. Oh my god. Ái chà chà, ái chà chà. Ao, 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 ao. Ui, hello. Ôi ơi, nào 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 vào đây mày hả mày, bị chói. Chạy đi đâu chứ khỏi nắng hàng cực kinh, trời ơi là trời, con này đánh nó cứ lì lì nhỉ, đánh phê ghê á, kiểu gấu lì ấy các bạn. Này này nè, có đồng minh, có đồng minh, xem nó có đồng minh. Ồ, có đồng minh à, có đồng minh nè, đầu săn hên nhá. Mình phải đấy mà có chiêu cuối là kéo vào phát mình ulti cho phát, lúc đó thì cái trụ nó lại bắn cho lòi phèo nữa. Nên là không có chiêu cuối đấy. Ở đó mình nhầy. Đừng có tưởng tôi đánh gà mà coi thường tôi nha. Hơi bị đỉnh cao đấy. Đấy chúc. Về lấy máu cái đã các bạn ạ. Mình đang sử dụng cái trang phục bậc SS nha. Trang phục này hình như nó được bán bằng quân huy các bạn.
anh em có thể vào cửa hàng và mua luôn trực tiếp luôn. Tại vì mình không thấy nó ghi chữ hữu hạn hữu hiếc gì hết trơn. Thì mình đoán nó bằng con Huy thôi, mình cũng chả biết nó bao nhiêu con Huy. Chắc cũng phải tầm mấy trăm, 400-500 đổ lên, không dưới đâu các bạn. Ái da da, ái à, chói bạn luôn nè. Ơ, sao mình chói mà không được nói nhỉ? Sao kỳ quá vậy? Rồi xong, rồi xong, rồi xong, rồi xong, rồi xong. Ui ơi, wow, nguy hiểm quá, Nguy hiểm quá anh em ơi. Eo ơi, tao nó đang dí cho tao mình kìa, bắn kìa. Ui, nó bắn kìa. Ơ, rồi, thôi chết rồi. Như về để máu thôi. Không bắn được rồi. Về cái bác anh em ơi. Về cái đã. Anh bạn ơi. Ôi giời. Cái gì đây? Á đủ 1 2 3. Mày xảo nè. Mày ngửa hả? Ngửa với chúng tôi nè. Ê, đừng có làm thế, đừng có. Không sao, vẫn giết được cái thanh niên Isa rồi các bạn. Đậu thân nó mình đứng ở trong này rồi, nó vẫn ulti nó chói mình lại. Thấy ghét, tốc biến ra, chói nó lại luôn. Này thì chói người ta nè. Này bướng nè. Đi đâu hả Long Nhong Zuka? Zuka Long Nhong đi đâu? Trời ơi. Thả chiêu. Ghê quá trời luôn. Kasa kìa anh em. Lượm con Kasa đi, cho tem mình nó mạnh cái coi. Giờ mình đang lên cho nó cái đao chí hồn nha các bạn. Lên đao cho nó mạnh mẽ xíu thôi. Vừa trâu vừa mạnh các bạn. Đao chí hồn nó có giáp mà. Úi dồi ôi. Đây. Đây, có chiêu cuối đây. Có chiêu cuối đây, còn ai không, Rồi, ăn Kasa anh em ơi. Này, quốc Kasa nè, chơi nó, ngại gì vết bẩn. Súp nó. Ôi, Violet với cả Roshi máu thế. Không chịu ăn Kasa đi mà đánh nhau không à. Ui, Kret đi rồi, Kret đây bỏ mình để đi theo gọi là AD rồi. Rồi, Vera cũng bỏ mình đi đánh nhau luôn rồi, trời đất ơi. Vãi cả trưởng thôi, một mình tôi ăn con Kasa này một mình bơ vơ lạc lõng với dòng đời tôi anh em ạ. Trời ơi cô đơn quá. Không lẽ tôi bỏ con Kasa tôi đi theo anh em đánh nhau cho vui chứ. Ở cùng đánh cái kết đánh con Kasa quá trời luôn, bồ mình nó sơi. Hay già thiệt cố nạn, giờ này mới ăn được có 3 kill à. Chơi nó, lụm vàng nó, bập cha, lấm lúa được một bé ơi. Mầm bé đặc bé ơi, chạy thôi, không chơi nữa, chạy thôi. Rồi, xong, Violet bị ra đấm cho cheat book kill rồi các bạn. Đằng nào thì cũng chết thôi, cho bạn ấy chết đi, cho nó gọi là cân bằng trận đấu ấy coi. Team mình hiện tại ăn được 22 mạng, rồi team mình bạn 26 luôn hả? Máu thế. Được phết nhỉ? AD ngáo dậy. Bình thường, có gì đâu mà bạn cứ chê nhau. Không có gì hết, để đó. Còn nước còn tát, còn mình là còn tất cả. Mình gánh team cho. Lên cho nó cái gương mù kỳ đi, kháng phép nhiều chút các bạn. Chứ gặp với thằng Ra là bị sợ đâu quá, nó xanh lắm á. Nó ra đá chưa hai các bạn, khó chịu thật sự. Con Ome này càng đánh nó càng lì nhỉ. Trời ơi Zuka ơi. Zuka bị theo mình nó làm thịt phát một Vera nó choáng cái Violet nó bắn phát chết luôn các bạn ạ. Các bạn có 4 người thôi, sợ gì? Lên. Chơi nó trong bụi nè. Wow, chết mẹ. Rồi xong cái thằng ra. mày múa à bưởi. Yo. Chơi luôn, trời ơi, lấm lúa rồi em ơi. Get go, tốc biến lên, chơi nó. Ồ, thế à. Quá ghê gớm. Trời ơi, lao vào, chói thanh niên ra cho bạn, bật chiêu cuối, chạy đùng và cái kết, chết quá. Nhá con cua luôn. Tốt hay vậy. Phải không?
À, đồng đội mình nó khen mình kìa các bạn. Đó, Crest nó thấy mình lao vào đùng 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 đùng, nó bảo tốt hay vậy luôn kìa. Ê, tốt hay quá hay là hay vậy gì đấy á. Mình có khen quá khen. Trời ơi, tôi chơi con này gà vẫn chết mà có người kêu khen hay này. Vậy là hay hay là gà? Không biết luôn. Rồi, ok, cảm ơn anh em đã theo dõi video về vị tướng Omen của mình nha. Hẹn gặp lại anh em vào clip sau. Bye bye.